Bạn ơi, giúp mình với. Mình không ấn được chuông. Dễ mà, chỉ cần dùng tay là được. Ủa, sao nó nhờ mình bấm chuông, xong lại chạy đi đâu vậy? Sáng giờ phá bộ mày hơi nhiều rồi đấy. Ui dồi ôi. Lâu lâu con ăn mới làm người tốt một lần, vậy mà con rắn lại nợ trả ơn nó như vậy sao? Tất cả vốn liếng của mình đem hết sản xuất điện thoại hạng chi mén, mỗi chiếc 500.000, đảm bảo chiếm lĩnh thị trường. Phone 500.000 một cái. Tại Thế Giới Di Động đang có chương trình tháng vàng Vivo giảm đến 500.000 đồng cùng trả góp 0%. Khuyến mãi tao cũng làm được. Có gì ghê? Giảm 500.000 trả góp 0%. Bạn hết cho tao, tao mua hết. Ngon. Và thế là từ đó con nện phải đi ăn xin kiếm sống qua ngày vì con nện bán điện thoại 500.000 một cái mà khuyến mại giảm đến 500.000, thế là thành cái điện thoại không đồng nên bị thằng nhóc lên ba nó lừa cho sạch tiền. Nói không phải khen chứ trong những thằng ngu thì mày là thằng ngu nhất. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh ủng hộ mình đi mà. Thằng chó trộm con tao, con mượn chiều con trả. Để ship được cái đơn này, anh trông cậy hết vào mày đó. Ráng nha vàng. Úi dồi ôi, thì ra anh chàng shipper sử dụng chiêu mị cầu kế để đối phó với con chó dữ kia đây mà. Nhưng mình nhớ không nhầm thì con vàng của chú ba là con chó đực mà ta. Sọ lá, điện thoại hư mất rồi. Ê, đưa tao cái điện thoại mày mới đặt mua ở Viettel Store. Nhưng nó là thời khắc Oroku sắp hủy diệt thế giới rồi mà mày còn tiếc rẻ cái điện thoại à? Đưa tao gắn sim vô để biến hình nhân. Nó là con A51 màu hường, siêu nhân hường. Wow, look at your nail, so beautiful honey. Họp báo ra mắt phim Chàng Béo 69. Thưa anh, diễn viên liều ăn nhiều, anh đã tăng lên 80 cân cho vai diễn. Đúng rồi, để phù hợp cho vai diễn và để cho đúng thực tế, tôi đã phải ăn nhiều để tăng lên 80 cân đấy. Họp báo ra mắt phim Người Cùng Khổ. Để làm tốt vai diễn này, anh đã giảm còn 45 cân. Hỏi chuẩn đấy, để cho phù hợp và đúng thực tế vai diễn, tôi đã phải ăn kiêng để giảm cân nặng xuống còn 45 cân đấy. Họp báo ra mắt phim Vì Giám Đốc Trẻ. Nghe nói anh đã đi học một khóa quản trị kinh doanh phải không? Đúng, tôi đã đi học một khóa quản trị kinh doanh để lấy kinh nghiệm cho vai diễn của chính mình. Họp báo ra mắt phim Người Chồng Bất Lực. Trong phim anh là một người bị yếu sinh lý, anh đã luyện như thế nào? Rồi, ôi, chắc là anh này bị yếu sinh lý bẩm sinh, chứ có luyện tập gì đâu. Lâu lâu anh không về quê để em dẫn anh đi xả stress. Ui, rồi mai dẫn anh ra quán nét hay công thiếu nhi chữ dế. Ba club, vào thôi anh, em đặt bàn rồi. Ui dồi ôi, tưởng đâu về quê là tìm được chỗ niên bình. Ai ngờ con nít ở quê bây giờ nó chơi còn khét hơn cả thanh niên thành phố nữa cơ chứ.